Nutrisocon công thức cải tiến mới với nguồn sữa Novas giúp bé hấp thu nhanh, dễ dàng tiêu hóa. Khăn ướt Mamami chủ động ngừa hâm, chăm từng kẽ ngách. Sợ chồng em ngủ quên mất bữa sáng của các con. Mình lo là Đức Thịnh không có thể chăm được á. Diễm lại rất là hào hứng. Em phải nhảy cẫng lên vì sướng. Mình rất là siêu vụng về. Bão tố ở trong lòng thì mọi người không biết đâu. Bất lực tổng tâm tại vì là không thể nào mình xoay sở được. Ôi, thế là bắt đầu rồi. Bắt đầu chơi nhá. Chưa biết làm gì nên bắt đầu chơi đi. Chị ơi, đau răng quá, sao không chị cho tôi hả? Đợi chút à? Đợi chút làm gì? À, ai đây? À, con lười đúng không? Con làm con lười đúng không? Thịt bò các thứ ở đâu anh ạ? À? Bình thường nấu nồi hồng nhanh chín hơn hay nồi inox nhanh chín hơn nhỉ? Nấu cháo ấy. Nồi inox nhanh chín hơn. Ok, có thể nấu nồi hồng như thế nào? Chắc cái này. Mở mắt ra. Con làm gì vậy? Ba đang dạy con học mà con thái độ kỳ vậy Bảo. Bảo, con phải giả lại anh tại vì là anh ấy đang sử dụng chứ không phải của con. Nó còn sai à? Cô đánh luôn tôi luôn đi này. Ăn cháo mới được chơi này. Cho ăn thất bại. Em chỉ sợ vợ em xem mấy cái này thì chắc chắn là sẽ có một cái cảm giác gì đấy sót con ở trong lòng. Con nhà nhá, bố chỉ ý con nhá, cho ăn uống các thứ cẩn thận nhá. Bố, anh mấy bố con sẽ trông nhau. Sợ con trông bố ấy, chứ chẳng phải bố trông con. À, những cái gì mà đang diễn ra là những thứ mà em đang cố gắng làm. Cũng hơi mệt và nói chung là cũng không kiểu được như mình nghĩ cho lắm ấy. Nhưng mà có lẽ là dần dần thì sẽ quen thôi. Chưa ngày chưa. Lúc nào mà cần gọi bố cấp cứu hoặc là kiểu vội là em làm gì, em nghịch gì thì em gọi nhá.